vị trí phía trên. Một vật gì đó đã đi ra từ chiếc xe của George Russell chăng? Đã có một va chạm từ xe của George Russell từ vàng phát lên ở khu vực 2. Chúng ta thấy rất nhiều mảnh vỡ. Đó là đến từ chiếc lốp phía sau ở bên phải của George Russell. Chúng ta thấy rằng nó đã không còn ở tình trạng bình thường nữa rồi. Đó là bộ phận vành lốp. Safety car ngay lập tức được triển khai và ngay lập tức chúng ta chứng kiến Max Verstappen vào thay lốp. Đã liên tục có những đòn đẩy chấp nhận đuôi xe của Fernando Alonso. Chúng ta va chạm vào phần bên phải lối thoát ở khúc cua số 5. Và rất mạnh vào phần đuôi xe, thực ra vào phần lốp sau bên phải của George Russell. I'm out guys, sorry. Mình đã liên tục xin lỗi với mình. George Russell là chúng ta nhớ đến bộ phim Transformer mới vừa rồi của Hamilton. Trong cái bộ phim Fast and Furious rất liều lĩnh. Không biết là George Russell với bộ lốp mới này có thể tiếp tục hay không. Mùa giải năm nay anh đã có một lần không thể tiếp tục cuộc đua một cách trọn vẹn, đó là tại nước Úc. Các người thợ máy đang kiểm tra phần hệ thống treo sau.